Lợi ích thần kỳ của cắt dây rốn chậm. Cắt dây rốn là một việc thiết yếu để giúp trẻ tách ra hoàn toàn với cơ thể mẹ. Hiện nay đang có một sự thay đổi xu thế trong việc cắt dây rốn. Nhiều bà mẹ cho rằng việc cắt dây rốn chậm sẽ giúp bé khỏe mạnh, phát triển thông minh hơn. Vậy thực chất, cắt dây rốn chậm có tốt không? Cắt dây rốn chậm có tác dụng giúp trẻ được cung cấp thêm máu, tránh thiếu máu. Các nghiên cứu về sinh lý trẻ sơ sinh cho thấy, trong phút đầu tiên, sinh lượng máu truyền từ bánh rau sang trẻ sơ sinh khoảng 80ml và có thể lên 100ml trong 3 phút sau sinh. Lượng máu này giúp trẻ không bị thiếu máu trong những tháng đầu. Trẻ được cung cấp thêm sắt, tránh thiếu sắt. Lượng máu thêm này có thể cung cấp thêm cho trẻ một lượng sắt tương ứng 40-50mg trên kg cân nặng của trẻ, cùng với lượng sắt sẵn có trong cơ thể khoảng 75mg trên 1kg cân nặng có thể giúp trẻ đủ tháng ngăn ngừa được thiếu máu, thiếu sắt trong năm đầu. Chính vì thế, cắt dây rốn chậm còn giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt ở trẻ, góp phần giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Giảm nguy cơ xuất huyết não thất cũng như nguy cơ nhiễm khuẩn máu cho trẻ. Xuất huyết não thất là tình trạng máu ở khu vực não tràn vào khu vực chứa dịch não. Nhiễm trùng huyết muộn là hiện tượng xảy ra khoảng 3 đến 7 ngày sau khi bé chào đời. Nguyên nhân là vì bé bị nhiễm khuẩn từ môi trường hoặc từ người chăm sóc trẻ, sau đó vi khuẩn đi vào máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trẻ cắt rốn chậm trong thời gian phù hợp bị xuất huyết não và nhiễm trùng máu thấp hơn trẻ cắt rốn ngay sau sinh, đặc biệt là trẻ sinh thiếu tháng. Tăng nguồn oxy cho trẻ trong thời điểm đầu đời. Dây rốn chính là nguồn cung cấp oxy cho bé sơ sinh. Lúc mới chào đời, trẻ cần một thời gian ngắn để có thể phản xạ thở. Trong thời gian chờ đợi đó, lượng oxy cung cấp qua dây rốn của mẹ là một điều rất quan trọng. Kéo dài thời gian cắt dây rốn bao lâu là phù hợp? Chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh, dây rốn sẽ ngừng đập, nhau thai sẽ không thể truyền chất dinh dưỡng sang cho bé nữa. Xuất phát từ các bằng chứng lâm sàng của các nghiên cứu về kẹp cắt dây rốn chậm, năm 2012, WHO đã khuyến cáo nên cắt dây rốn muộn khi dây rốn ngừng đập hoặc 1 đến 3 phút sau sổ thai cho tất cả các trường hợp đẻ thường để ngăn ngừa tình trạng thiếu máu của trẻ. Chỉ kẹp cắt dây rốn sớm trước 1 phút đối với các trường hợp trẻ ngạt cần phải hồi sức tích cực.